Chúng ta chỉ mất 4 giây để chụp một bức ảnh tốt nghiệp, nhưng 4 giây ngắn ngủi đó sẽ lưu lại ký ức của 4 năm thanh xuân tươi đẹp. Mới ngày nào còn là sinh viên năm nhất, mà giờ đây tôi đã tốt nghiệp, đã hoàn thành một chặng đường dài với những niềm vui, hạnh phúc, xen lẫn những khó khăn, vất vả đã trôi qua. Khép lại hành trình nhỏ, nhưng những kỷ niệm trong tôi về mái trường thân yêu này sẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi.